Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Mi Ray USA. Thì ngày hôm qua thì Mi có up một cái video về cái việc là đi đăng ký nhập học ở trường Santa Monica College ha. Nhưng mà trong cái video đó thì Mi lại không có nói bất cứ nội dung nào về cái việc đăng ký nhập học học cũng như chi phí của cái việc nhập học đó. Thì có một bạn, Mi thấy có một bạn bình luận ở dưới cái video đó là nói là tại sao mà chị thấy cái cảnh của trường Santa Monica College không mà không có thấy cái việc đăng ký nhập học gì hết trơn. Thì My cũng xin phép được trả lời bạn đó là ở bên Mỹ này các bạn không phải chỗ nào mình quay video cũng được các bạn. Nói chung là nếu các bạn hiểu cho những cái người làm YouTuber chia sẻ cuộc sống Mỹ giống như My, thực sự là bây giờ nó cũng rất là hạn chế, chứ không phải mà mình muốn đi đâu mình quay cũng được đâu các bạn. Ở Việt Nam thì dễ, nhưng mà ở bên Mỹ này á, có những chỗ người ta cho phép mình quay thì mình mới được quay, còn những chỗ người ta không cho phép mình quay thì mình không được quay các bạn. Cũng giống như cái việc mà mình đi đến trường Santa Monica College, thì khi mà mình vào trong cái văn phòng để mà mình hỏi, để mà mình nhờ nhân viên ở trỏng tư vấn về cho vợ chồng mình về cái việc học, về cái phí học và những cái giấy tờ cần thiết để mà nhập học đó các bạn, thì trong cái khu vực làm việc của người ta thì mình đâu có thể quay phim được các bạn, người ta sẽ không cho là chắc chắn luôn. Thậm chí trong cái video hôm qua lúc mà My quay cái cửa hàng sách đó các bạn, là My chỉ quay được cái khúc đầu thôi, chứ khi mà mình vô trong mà có nhân viên á, là cái chị nhân viên ở trỏng là yêu cầu My không được quay phim đó các bạn. Đó, cho nên mình mong là các bạn hiểu cho cái điều đó, chứ không phải bên Mỹ này mình muốn quay đâu quay đâu, rất là khó các bạn. Phải cái người làm ở trong cái khu vực đó, khi mà người ta đồng ý cho mình quay thì mình mới được quay các bạn, chứ không phải mà mình muốn quay thì mình quay ha. Ok, thì hôm nay thì My làm cái clip này để mà tiếp tục chia sẻ cái việc đăng ký nhập học và cái học phí ở trường Santa Monica College ha. My hy vọng là những cái thông tin mà My sắp chia sẻ đây á, thì sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn mà muốn đến nước Mỹ để du học. Thứ nhất là du học sinh, thứ hai là những người công dân mới đến Mỹ giống như My diện K-1 visa, và cũng như là những anh chị em mà đến nước Mỹ mà có ý định đi học đó các bạn. Thì những cái thông tin này là My nghĩ là nó sẽ rất là hữu ích để cho các anh chị em để tham khảo. Ok, thì My bắt đầu chia sẻ ha. Ngày hôm qua thì My với chồng My có đi vào cái văn phòng mà đăng ký nhập học của cái trường Santa Monica College á. Thì My với chồng My mới trình bày cái hoàn cảnh của My là My qua đây với diện K-1 visa. Thì cái chị đó thì cần cái passport của My để xem cái K-1 visa của My là xem My đến Mỹ vào ngày nào. Và hỏi chồng My là cái khai thuế năm 2018 á, có cái tên My ở trỏng hay không. Nói chung là cái chị đó cần những cái giấy tờ mà có thể xác minh được á, cái thời gian mà My đặt chân lên nước Mỹ và cái thời gian bao lâu My sống ở trên đất Mỹ này. Cái điều kiện của trường á, để trở thành một người công dân, để được đóng cái học phí giống như một công dân Mỹ á, thì My phải sống trên nước Mỹ là 1 năm 1 ngày các bạn, thì My mới được tính học phí như của người công dân Mỹ. Và tất cả các diện khác cũng vậy luôn, diện vợ chồng cũng vậy, tất cả những cái diện mà người ta sang Mỹ định cư đó các bạn, là trường học đó nó yêu cầu là mình phải sống trên nước Mỹ 1 năm 1 ngày thì mình mới được đi học với cái học phí như học phí của công dân các bạn. Nếu mà mình sống ở nước Mỹ dưới 1 năm 1 ngày á, thì học phí mình phải đóng theo cái mức độ giống như nó tương đương là du học sinh luôn các bạn. Thì vợ chồng My cũng trình bày cho cái chị đó là hết những cái giấy tờ mà chị cần. Thì chị nói, chị hỏi My là có cái biên nhận của lúc mà nộp hồ sơ K-1 visa không? Tại vì cái giấy đó có thể là sẽ nó có thể là giúp ích được cho vợ chồng My chút xíu. Đó, thì hôm nay hai vợ chồng mới lấy cái giấy đó đi lại trường. Nhưng mà xui cái là ngày thứ sáu. Cho nên cái văn phòng của trường nó nghỉ lúc 1 giờ các bạn. Mà vợ chồng mình tới đó là 1 giờ 30 các bạn. Coi xui dễ sợ không? Đó, cho nên bây giờ thì hai vợ chồng My cũng vẫn chưa quyết định được là có học được vào cái khóa
tháng 8 này không, hay là phải đợi qua tới cái khóa sau Đó là các bạn. tháng 1 năm sau thì mới nhập học các bạn. Đó thì My cũng xin chia sẻ cái học phí của cái trường Santa Monica College mà My với chồng My đã tìm hiểu ha. Nếu bạn là công dân Mỹ thì học phí của các bạn người ta sẽ tính theo tín chỉ. Nói chung học phí ở trường cao đẳng đại học thì tất nhiên nó sẽ tính theo tín chỉ các bạn. Và nếu các bạn là công dân Mỹ á, thì cái học phí của các bạn là 46 đô trên một tín chỉ ha. Còn nếu mà các bạn không phải công dân Mỹ á, là cái học phí của bạn á, là phải 370 đô trên một tín chỉ các bạn. Nó rất là cao ha. Nó cao gấp mấy lần luôn. Nó cao gấp 7-8 lần gì đó ha các bạn. Còn nếu mà du học sinh á, thì cái học phí nó cũng là 370 đô trên một tín chỉ. Đó, thì cái học phí không phải công dân Mỹ nhưng mà sống ở Mỹ và cái học phí của du học sinh thì nó tương đương nhau ha, nó không có khác gì hết trơn á. Còn cái chi phí mà lúc đầu bạn mới nhập học ở trường này á, là đó là cái chi phí chung á cho tất cả các học sinh luôn, cho dù là công dân Mỹ, không phải công dân Mỹ hay là du học sinh đều phải đóng. Đó là thứ nhất là cái chi phí sức khỏe các bạn là 19 đô thôi. Cái thứ hai là cái chi phí hội sinh viên là 19 đô 50 sen. Và cái thứ ba là cái ID card, có nghĩa là cái thẻ sinh viên đó các bạn, là 13 đô các bạn. Đó, vậy thì tổng chi phí chung mà tất cả học sinh, sinh viên đều phải đóng khi mà mới đăng ký nhập học ở trường, đó là 52 đô. Đó, cho tất cả học sinh, sinh viên luôn. Không phân biệt là nước nào hay là không phân biệt là công dân hay là không công dân gì hết. Đó. Và ở đây nó có một cái điều riêng dành cho du học sinh. Nếu bạn là du học sinh á, thì bạn không có cái bảo hiểm sức khỏe ở Mỹ. Công dân Mỹ thì có bảo hiểm sức khỏe ở Mỹ rồi. Giống như mình mặc dù là chưa phải là công dân Mỹ, tại vì mình sống ở bên Mỹ này là được có 8 tháng thôi. Nó chưa chưa được công nhận là công dân Mỹ. Thì nhưng mà My đã có insurance, có nghĩa là có cái thẻ bảo hiểm hết rồi, cho nên My không phải đóng những cái chi phí đó. Cho nên My không đóng tiền cho trường để mua cái bảo hiểm sức khỏe nữa các bạn. Đó cho nên thì My đỡ được cái phí đó thôi. Chứ còn cái học phí từng cái tín chỉ thì cũng y chang du học sinh thôi chứ không khác nha các bạn. Đó, còn mấy bạn du học sinh á, thì phải đóng thêm cái bảo hiểm sức khỏe là 964 đô. Và lúc mà mới đăng ký nhập học á, thì cái bạn du học sinh đó đó phải đóng thêm 314 đô cho cái lần đầu nhập học nữa. Đó. Còn cái bảo hiểm sức khỏe các bạn lưu ý nha là 964 đô cho một học kỳ nha các bạn. Chứ không phải cho cả năm đâu nha, cho một học kỳ. Đó. Và cái học kỳ đầu tiên á các bạn phải đóng kèm theo 314 đô. Đó. Cho nên cộng lại thì 964 đô cộng với 314 đô thì nếu tính ra cái chi phí của du học sinh ở cái lần đầu nhập học ở trường cao đẳng Santa Monica College này á, thì sẽ mắc hơn so với cái chi phí của người không phải công dân Mỹ á, là 1.278 đô các bạn. Cái đó là cái chi phí sức khỏe đó các bạn. Đó, nhưng mà qua cái học kỳ sau thì các bạn không cần phải đóng cái phí là 314 đô đó nữa, mà chỉ đóng cái bảo hiểm sức khỏe cho một học kỳ là 964 đô thôi. Đó, thì mặc dù là hai vợ chồng là đi 2 ngày đúng không? Đi ngày hôm qua và ngày hôm nay chạy lại trường nữa, nhưng mà cuối cùng công việc nó cũng chưa có tới đâu hết trơn á. Nhưng mà được cái thì hai vợ chồng học hỏi được rất là nhiều điều, giống như mình học được những cái giấy tờ nào đó mà mình cần thiết để mà mình đăng ký nhập học, hay là học phí bao nhiêu dành cho công dân Mỹ hay là dành cho người không phải công dân Mỹ và thậm chí là cho du học sinh. Thì đối với các bạn mà K-1 visa đó, thì khi mà các bạn đi đăng ký nhập học ở trường cao đẳng đại học á, thì mình khuyên là các bạn nên đem theo những cái form mà 797 đó các bạn. Cái tờ receipt á, mà từ lúc mà mình bắt đầu mình làm cái hồ sơ K-1 visa luôn ở bên Việt Nam luôn, để xem tới trường đó người ta xem những cái giấy tờ đó để xem Để người tại ta có thể chấp nhận được cái học phí cho mình giống như là một công dân của Mỹ không, để mà cái học phí nó rẻ hơn chứ cũng thôi nó mắc lắm các bạn. Mặc dù là vợ chồng mình chưa biết kết quả như thế nào, thứ hai thì có thể là vợ chồng mình phải trở lại trường một lần nữa và đưa cái tờ biên lai mà lúc mà bắt đầu làm cái K-1 visa đó các bạn, để xem coi nhà trường nó có chấp nhận được không. Đó. Nếu mà nhà trường chấp nhận được cái giấy đó đó thì được, thì mình được cái học phí giống như công dân Mỹ là 46 đô trên một tín chỉ thôi.
thì My sẽ đăng ký nhập học vào tháng 8 này. Nếu mà nhà trường không chấp nhận thì có lẽ là My sẽ tiếp tục đi học ở cái trường tiếng Anh miễn phí của người lớn đó các bạn mà My đang học đó. Và chờ đến khi tháng 1, tới tháng 1 thì My sẽ đăng ký nhập học. Tại vì My qua đây là ngày 21 tháng 11 thì tới tháng 1 thì My dư rồi, My hơn một năm rồi. Đó cho nên lúc đó thì cái học phí của My là được tính giống như công dân Mỹ. Đó cho nên cái học phí nó rẻ thì mình học được. Chứ bây giờ học tính ra ngán tiền lắm các bạn ơi. Học có hai môn tiếng Anh không rồi hai môn tiếng Anh có nghĩa là được 12 tín chỉ các bạn mà cái học phí là 4.600 mấy chục đô đó các bạn. Nó rất là mắc, thực sự là học cũng không nổi đâu, ngán lắm, thấy phí tiền lắm, thôi để tầm vài ba tháng nữa đi rồi bắt đầu đăng ký nhập học thì cái học phí nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Với lại thì vài bữa nữa Thì nó khi sẽ mà có thẻ xanh thì vợ chồng My lên kế hoạch là sẽ về Việt Nam chơi 7 2 tuần ở Việt Nam, tại vì My cũng nhớ Việt Nam quá rồi, nhớ cha nhớ mẹ với lại thèm món ăn Việt Nam lắm các bạn. Cho nên khi mà hôm nay là muốn về lâu lắm rồi, đòi về dữ lắm rồi nhưng mà chưa có cái thẻ xanh cho nên không dám về các bạn. Cho nên khi mà My lấy được cái thẻ xanh là My sẽ bay ngay lập tức về Việt Nam liền các bạn. Cho nên thì My nghĩ cái thời gian mà tháng 1 nhập học á, để được tính cái học phí rẻ giống như công dân Mỹ là 46 đô một tín chỉ á, thì nó rất là gọi là cái kế hoạch như vậy thì My thấy nó rất là hoàn hảo các bạn. Tại vì My có thẻ xanh xong thì My về Việt Nam My chơi, xong rồi My trở qua My tiếp tục My học tiếng Anh ở trường người lớn tầm 2 3 tháng gì đó, thì sau đó My sẽ nhảy qua cái trường Santa Monica College này để mà My My chọn thêm hai lớp học ESL các bạn. Ở cái trường học người lớn mà My đang theo học bây giờ thì nói chung dạy miễn phí, giáo viên rất là tốt và thực sự là dạy cũng ok các bạn. Nhưng mà có cái khi mà người ta dạy miễn phí người ta sẽ gộp tất cả những cái, người ta sẽ gộp nhiều cái trình độ tiếng Anh chung với nhau đó các bạn. Cho nên những cái người mà cái trình độ tiếng Anh nó hơi cao hơn trong lớp thì phải đợi những cái bạn thấp hơn trong lớp. Giống như My là cái level của My là level 3P. Mà trong cái lớp học của My á, là 3P là cao nhất rồi. Đó, ở dưới thì còn 3A, rồi 2A, 2B. Đó là 2A, 2B, 3A. Đó, thì đối với My thì cái lớp học đó nó tương đối nó hơi dễ đối với My. My phải chờ những cái bạn ở cái cấp độ thấp hơn. Đó thì nói chung nhiều khi thì cũng mình học giống như có kiểu như giống như mình học nhiều khi có những cái mình biết rồi đó, thì mình cũng hơi chán nhưng mà nói chung thì thấy cũng tốt các bạn, tại vì mình có thể ôn đi ôn lại ôn tới ôn lui á, ôn riết thì mình nhuần nhuyễn đó. Còn cái trường Santa Monica College này á, thì nó chia lớp, nó chia theo lớp các bạn, thì nó sẽ có cái lớp học đọc và học viết đó, thì My sẽ đăng ký lớp đó thì một tuần học 2 buổi các bạn đó, lớp đó. Và chồng My cũng đăng ký, sẽ đăng ký cho My riêng cái lớp nói và ngữ pháp các bạn đó. Thì My nghĩ là ở cái trường Santa Monica College này thì mình đóng cái học phí cho nó theo tín chỉ á, thì My nghĩ nó sẽ chia cái lớp nó sát sao hơn, cái kiểu giống như cái trình độ những bạn mà cái trình độ cỡ My á, trình độ tiếng Anh cỡ My á thì sẽ học chung với nhau, như vậy nó sẽ mau lên hơn các bạn. Cho nên My không cần phải đợi những cái bạn thấp hơn nữa. Giống như đúng cái mức độ của mình là cấp 3 thì toàn bộ bạn bè của mình đều cấp 3 hết, thì mình học trong một cái lớp đó thì nó sẽ lên hơn. Rồi sau đó cấp 4, cấp 5, cấp 6 gì đó. Nó sẽ đỡ phí thời gian hơn. Đó là lý do tại sao mà mình với chồng mình là quyết định là sẽ đi đăng ký nhập học ở Santa Monica College với cái môn tiếng Anh trước. Và đồng thời thì chồng mình sẽ đăng ký cho mình thêm một cái lớp học toán. Đó, để ôn lại những cái toán ở Việt Nam á các bạn. Kiểu giống như mình đi học cao đẳng cái kiểu này, nếu mà đùng một cái học nhiều quá thì mình sẽ học không được. Tại vì cái tiếng Anh của mình nó chưa có gọi là tốt lắm, nó chưa có ok lắm. Đó, cho nên bây giờ học tiếng Anh và toán trước để lấy tín chỉ. Tiếng Anh thì khi mà hoàn tất á, thì lấy được 12 tín chỉ. Còn toán thì mình nghĩ mình hoàn tất xong cũng lấy tầm được 12 tín chỉ nữa. Cái kiểu mình gom tín chỉ từ từ á các bạn, cho nó đỡ, chứ bây giờ mà học nhiều quá thì mình đâu có hiểu, cái vốn tiếng Anh của mình nó không có hiểu được, nó không có hiểu được hết những cái môn khác, chỉ có môn toán là dễ hiểu, tại vì toán chủ yếu là những con số thôi, logic thôi, mà mình đã học được ở Việt Nam rồi thì bây giờ qua đây thì mình học nó cũng sẽ dễ hơn, cái kiểu giống như mình ôn lại á các bạn. Ok, thì My hy vọng là cái video chia sẻ này của My sẽ giúp ích được
cho những bạn mới vừa nhập cư qua Mỹ, và đồng thời cũng giúp được cho các bạn du học sinh để mà các bạn có thể nắm được tình hình cái chi phí học tập ở bên nước Mỹ này, ở trường Santa Monica College. Thì mình nghĩ cái học phí này thì nó cũng tương đối giống như giống nhau giữa các trường cao đẳng đó các bạn. Còn cái học phí của trường đại học thì tất nhiên nó sẽ mắc hơn cái trường cao đẳng rất là nhiều nha các bạn. Đó, cho nên các bạn lưu ý ha, đây là cái học phí của trường Santa Monica College. Mà cái trường Santa Monica College này là nó cũng khá là nổi tiếng và cũng khá là uy tín các bạn. Sau khi các bạn học ở cái trường Santa Monica College này 2 năm, thì sau đó các bạn có thể liên thông thẳng lên các trường đại học ở Mỹ học thêm 2 năm nữa, thì các bạn sẽ lấy được cái bằng đại học đó nha. Đó, chứ không phải là cái trường cao đẳng này là tệ đâu. Tính ra cái trường cao đẳng này thực sự bây giờ nó đang xây dựng, nó rất là lớn và nó đang rất là uy tín ở Mỹ. Nó khá là nổi tiếng ở Mỹ đó các bạn. Ok, My xin kết thúc video tại đây ha. My hy vọng là các bạn mà nhập cư qua Mỹ hay là du học sinh có ý định đi học ở bên đất Mỹ này thì cũng biết được cái phần nào về cái chi phí mà mình có thể lo được khi mà mình quyết định đi du học ở Mỹ ha. Ok, My xin kết thúc video tại đây nha. My hy vọng là các bạn thích cái video chia sẻ này của mình. Các bạn hãy nhớ cho mình xin một like, một đăng ký. Và các bạn hãy nhớ ấn chuông để theo dõi video tiếp theo của mình nha. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui và hạnh phúc ha. Bye bye.